Mày phải lên đi cho cái đầu Thôi bên kia nó thằng không đi. thằng lái Này được quay clip cái câu này à? Không cái em mà xuôi sạch nhá. Chốt đèn đi em, không bao kia thì phải như thế thì có cất qua được. Có thi đấu với mình rồi. Thi đấu nhất định nó rồi, phải thi đấu với mình rồi. Mấy cái đáy bắt mình lùi á. Quay 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 quay. Chú ơi, chú cho cháu đi nhờ chút chú ạ. Cháu lên lên rồi, thôi chú, bởi vì chú có quay lại hộ cháu một chút đi. Bên lùi lại mới bị sao quá. Thôi thông cảm cho cháu. Nhiều xe lắm anh ơi. Xe đít mẹ gặp thằng dở hơi. Ai lồn luôn. Lâu lắm mới gặp trường hợp này. Thôi chú ạ, chú thông cảm, chú quay lại với cháu với cho sao còn nhiều xe quá. Có ông kia ông chỉnh rồi. Có chú bảo cho cháu đi thì cháu mới lên mà. Chú kia bảo cháu lên thì cháu mới lên mà. Chứ không phải là cháu lên đâu, cháu đợi lùi đứng ở đấy dừng lên, chú bảo đi thì cháu mới lên. Thôi chú ạ, chú quay giúp cháu đi nhá. Thôi chú cháu thôi chú thông cảm cho cháu đi. Nhá chú nhá. Rảnh quá nhỉ. Thôi 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 chú ạ, chú ơi. Thôi thông thông. Thôi 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 chú ạ, chú ạ, anh thôi thôi thông cảm. Cái đi cái đường này rồi nhìn thế. Vâng, thôi 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 chú thông cảm cho anh em tí. Thôi chú thông cảm cho em tí chú ạ. Nhá chú nhá. Nhập trường hợp đấy gì thì phải là bao nhiêu xe lùi thì đéo nữa. Mình nghe hết nước hết cái rồi anh ạ. Đây xe xong rồi này. Hết nước hết cái rồi. Đúng không đánh nhau. Đánh nhau bây giờ. Vứt mẹ xe này xong mạng này. Này ông ở dưới mà mày nuôi sao được. Trời, mà mặt sao hai ông mày mặt đúng rồi. Người dân tộc. Người dân tộc như thế. Chú ơi, thôi chú thông cảm giúp cháu ấy, đằng sau nhiều xe quá không lùi được chú ạ. Nếu mà nó không có xe cháu lùi ngay đấy. Thôi chú, chú thông cảm cho giúp mấy anh em cháu chú ạ. Thôi mấy anh em ấy đi thôi, giúp cho mấy anh em tí chú ạ.